Ngày 27 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng năm 2018, Hội Lim Bắc Ninh chính thức khai hội, thu hút hàng nghìn du khách thập phương tham quan và nghe dân ca quan họ. Hội Lim năm nay được đánh giá có nhiều điểm mới về quy mô và cách tổ chức để thu hút du khách. Nói chung là em thấy rất là vui ạ. Nói chung là đến đây em thấy mọi người rất là tình cảm. Và mỗi lần đến hội này em thấy nó như là trở lại tuổi xuân đấy ạ. Lễ hội Lim này là một cái món ăn tinh thần và cũng là một cái nguồn cổ vũ cho những người lao động. Tôi từ hàng năm thường xuyên vẫn đưa đến những ngày này là có mặt ở hội Lim này, rất vui. Một trong những điểm mới của hội Lim năm 2018 là các khu vực lán tập trung hát quan họ đã ký cam kết không ngả nón xin tiền, tránh gây phản cảm đối với du khách và làm xấu hình ảnh truyền thống của các liền anh liền chị. Cái lán trại thì cũng như là hát ở dưới thuyền thì giao cho trung tâm văn hóa và thị trấn Lim cũng như là xã Lộ Duệ tổ chức ký cam kết đối với các câu lạc bộ hát quan họ là nghiêm cấm việc ngả nón xin tiền. Năm nay có một điểm mới đó là liêm yết tại các cái lán trại quan họ, xây dựng nội quy liêm yết tại lán trại quan họ để phục vụ cho du khách nắm được các cái nội quy của mình, nhất là cái việc cùng tham gia việc nghiêm cấm cái việc ngả nón xin tiền. Có những quý khách cũng là rất mến mộ là có tặng tiền hoặc là động viên. Thế xong đối với anh em chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn là giữ cái lối cổ là chúng tôi chỉ hát cho nhau nghe và hát với phục vụ đông hội, chứ chúng tôi không có cái ý thức là ngửa nón để mà xin tiền. Đối với cái việc này thì chúng tôi cũng không đồng tình và chúng tôi cũng cảm thấy như thế là nó phản cảm đối với lại đông hội của năm 2018. Tuy nhiên thực tế tại các điểm hát quan họ, các liền anh liền chị vẫn vô tư ngả nón nhận tiền của du khách. Theo ban tổ chức lễ hội, nếu phát hiện đội nào cố tình có hành vi ngửa nón xin tiền sẽ bị đình chỉ hát quan họ ở các năm sau.